bạn đang nghe chương 1 của cuốn sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh trên website www.giáoductusom.vn. Chúng tôi rất vinh hạnh được chia sẻ những quyển sách về dạy trẻ thông minh sớm của giáo sư Glenn Doman với các bạn. Các sự kiện là nền tảng của hiểu biết. Trẻ nhỏ thích học hơn là ăn hay chơi. Bạn có thể dạy trẻ bất cứ điều gì mà bạn có thể diễn đạt một cách thẳng thắn, xác thực, và các sự kiện là nền tảng của hiểu biết. Trích từ khóa học tăng cường trí thông minh của trẻ. Thật vậy, hàng trăm trong số hàng ngàn cha mẹ đã dạy cho con mình đọc kể từ khi cuốn sách Dạy trẻ biết đọc sớm xuất bản năm 1964. Họ bắt đầu khi con họ mới được vài tháng, 1 tuổi hay 2, 3, 4 tuổi. Thật vậy, rất nhiều cha mẹ đã viết thư cho chúng tôi để thông báo về những kết quả rực rỡ mà họ thu được. Những bức thư này là bằng chứng xác thực chứng minh rằng trẻ nhỏ có thể đọc, thích đọc và hoàn toàn hiểu được những gì mình đọc. Trẻ nhỏ có thể học bất cứ điều gì mà bạn diễn đạt cho chúng một cách chính xác, và các bé không phân biệt đó là kiến thức phổ thông, các từ để học, toán hay những điều vô nghĩa. Các bé muốn biết về những điều tuyệt vời. Đọc, học toán, tất cả các vị tổng thống Mỹ, các quốc gia châu Âu, nghệ thuật hội họa thế giới, tiếng hót của các loài chim, các loài rắn trên thế giới, các vị vua và hoàng hậu, những bản nhạc nổi tiếng trên thế giới, các biển hiệu giao thông, khủng long, các loài hoa hay bất cứ điều gì trong hàng triệu những điều kỳ diệu có thể học hỏi trên trái đất. Các bé tiếp nhận cả những điều vô nghĩa nếu đó là tất cả những gì các bé có thể tiếp cận. Trẻ nhỏ học từng phút mỗi ngày và chúng ta hàng ngày vẫn đang dạy chúng, dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không. Vấn đề là nếu dạy các bé trong khi chúng ta không ý thức được điều đó thì rất nguy hiểm. Chúng ta có thể vô tình dạy cho chúng những điều mình không hề có ý định dạy, những điều không đáng học hỏi, hoặc ít nhất là không đáng học bằng những điều mà các bé đáng lẽ có thể học và học nhanh hơn, dễ dàng hơn. Tôi không dám nói với các bậc phụ huynh đâu là thị hiếu tốt hay xấu. Tôi là ai mà dám nói với các bậc cha mẹ điều đó. Nhưng sau khi sống bên cạnh hơn 20.000 gia đình và đã nghiên cứu về trẻ nhỏ từ lúc mới sinh ra ở hơn 100 quốc gia, từ những vùng lạc hậu nhất như trong các khu rừng, sa mạc và vùng đất hoàng bắc cực cho tới những trung tâm văn minh nhất trên thế giới, và học được những sự tuyệt vời về trẻ em trong quá trình đó, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói với tất cả các bậc cha mẹ rằng họ có thể đặt tiêu chuẩn chất lượng vào đầu óc trẻ dễ dàng như đặt vào đó những điều rác rưởi. Thật ra là còn dễ hơn. Dạy cho trẻ về những bức tranh tuyệt vời của thế giới dễ hơn là dạy cho chúng về phim hoạt hình. Dạy cho trẻ bản nhạc tuyệt vời của thế giới dễ hơn là dạy cho chúng những vần điệu đơn giản. Nhưng tôi đã đi hơi quá đài mất rồi. Bạn có thể dạy một đứa trẻ bất cứ điều gì bạn diễn đạt cho nó một cách thẳng thắn và xác thực, và các sự kiện là điều quan trọng nhất trong toàn bộ công việc đó. Và mặc dù bộ não nặng chưa tới 1,5 kg, nhưng nó có khả năng gấp hàng nghìn lần so với bất kỳ bộ máy tính nào. Bộ não và máy tính lại có rất nhiều điểm chung. Máy tính giống như bộ não, dựa hoàn toàn trên cơ sở các dữ liệu nó lưu trữ trong bộ nhớ. Ở máy vi tính, mỗi sự kiện có được gọi là một bit thông tin, đoạn thông tin. Đối với con người, chúng tôi quyết định gọi những sự kiện đó là những bit thông minh. Ở máy vi tính, cũng như ở não của trẻ, những kiến thức mới có thể phát sinh từ những sự kiện đó bị giới hạn bởi số lượng các sự kiện được lưu trữ. Ở máy tính, tập hợp các sự kiện lưu trữ được gọi là cơ sở dữ liệu. Với bộ não của con người, chúng tôi quyết định gọi những sự kiện đó là cơ sở kiến thức. Và trẻ nhỏ học những dữ liệu hay những bit thông minh đó với tốc độ mà người lớn thua xa. Tự bản thân các dữ kiện có tạo nên trí tuệ không? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng chúng có thể tạo nên cơ sở để trí tuệ được hình thành. Không có dữ kiện thì không có trí tuệ. Với một số dữ kiện khổng lồ,
chúng ta có cơ sở cho một trí tuệ trung bình. Và với trẻ nhỏ, học các dữ liệu dễ như ăn cháo và lại rất vui nữa. Trẻ càng nhỏ thì càng dễ dạy cho các bé các dữ kiện. Dạy cho trẻ 5 tuổi dễ hơn 6 tuổi, 4 tuổi dễ hơn 5 tuổi, 3 tuổi dễ hơn 4 tuổi, 2 tuổi dễ hơn 3 tuổi, 1 tuổi dễ hơn 2 tuổi và dễ nhất là trước 1 tuổi. Tất cả những điều bạn cần biết là chính xác thì làm thế nào để thực hiện việc đó và vì sao bạn lại làm việc đó. Hãy nói về một vài đứa trẻ mà hầu như ngày nào ta cũng gặp, về những dữ kiện mà chúng đã học được, cách chúng kết hợp những dữ kiện này lại với nhau để dẫn đến một kết luận mới mẻ, cách chúng sử dụng mối quan hệ qua lại giữa những dữ kiện đó để trở nên cực kỳ sáng tạo, và những đứa trẻ đó hiện nay ra sao. Trước tiên, hãy gặp gỡ các bé đó. Các em cũng nằm trong những người mà tôi yêu quý. Đó là những đứa trẻ là học viên của phân viện Evan Thomas. Các em tới từ hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm các trẻ thuộc chương trình phát triển sớm với độ tuổi từ sơ sinh tới 5 tuổi. Những em này hoàn toàn được mẹ dạy dỗ. Mẹ các em tới viện một tuần một lần, mỗi lần 4 tiếng để học cách dạy các em. Sau đó họ về nhà và với sự giúp đỡ của chồng mình, họ thực hiện việc dạy con và trở lại vào tuần tiếp theo. Nhóm thứ hai là các học viên của chương trình vào ngày 1 tháng 12 năm 1983, gồm Marlo Dosman, 3,5 tuần tuổi, Sana Marchetti, 8 tuần tuổi, Jukin Makayaki, 9 tháng tuổi, Nicholas Convertai, 15 tháng tuổi, Davis Buffray, 19 tháng tuổi, Neil Kosker, 20 tháng tuổi, Natalie Lewinsky, 24 tháng tuổi, Kenneth Meyer, 26 tháng tuổi, Christy Garrett, 32 tháng tuổi, Frederick Brown, 35 tháng tuổi, Christopher Convertai, 3 tuổi, Christopher Barnett, 3 tuổi, Christopher Cunningham, 3 tuổi, Paul McCarthy, 3 tuổi, Michael DiBasta, 4 tuổi, Alison Mayer, 4 tuổi, Chloe Convertai, 5 tuổi, Sean Brown, 5 tuổi, Adriana Caputo, 5 tuổi, Irene Buffay, 5 tuổi. Hầu hết những trẻ này được đăng ký từ trước khi sinh, thường là vì các em có anh hay chị thuộc chương trình này hay trong năm đầu đời. Một vài em vừa mới tham gia chương trình như Ryan Rosito, 3 tuổi. Trong số các em đã tham gia trên một năm, rất nhiều em đã được mẹ dạy tại nhà từ trước. Một số em là con của cán bộ viên như Marcos Domin, Yuki Nakayaki, Nicholas, Christopher và George Convertai. Bản thân tất cả các trẻ nhỏ đều thực sự là cán bộ viện, vì các em cùng với cha mẹ mình là đại diện cho những phụ huynh tham gia vào các khóa học của viện. Các em nhỏ dưới 2 tuổi thể hiện cách các em được cha mẹ dạy dỗ, và các em từ 2 tuổi trở lên thể hiện điều các em học được. Các em đã học được điều gì? Ồ, những điều các em học và học một cách hứng thú, háo hức là các dữ kiện, những dữ kiện mà chúng tôi gọi là các bit thông minh. Tập hợp lại với nhau, những bit thông minh này hình thành nên tri thức bách khoa. Các dữ kiện để thực sự là dữ kiện phải có những tính chất sau. Chúng phải đúng sự thật, không phải chỉ là các ý kiến. Phải chính xác, tuyệt đối rõ nét, không ước định. Phải độc lập, dữ kiện riêng lẻ, không được mơ hồ, được gọi tên chính xác. Và phải đủ lớn để nhìn thấy được rõ ràng hay đủ to để nghe được rành mạch. Ví dụ về một số dữ kiện. Một bức chân dung của Washington là một dữ kiện. Một bức tranh như Mona Lisa là một dữ kiện. Bản phác thảo Ben Pennsylvania là một dữ kiện. Bức ảnh một con rắn ngổ mang là một dữ kiện. Một từ được nói ra hoặc viết ra là một dữ kiện. Mùi gà là một dữ kiện. Một nốt nhạc được thể hiện dưới dạng âm thanh hay viết là một dữ kiện. Những con số thực được nói hay in là các dữ kiện. Và hàng trăm, hàng ngàn những điều khác cũng vậy. Nếu chúng được thể hiện đơn lẻ và đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà chúng tôi, thì mỗi dữ kiện đó là một bit thông minh.
Những bà mẹ của chương trình phát triển sớm bắt đầu chương trình ngay khi đứa trẻ được sinh ra, càng sớm càng tốt, truyền đạt những dữ kiện này cho con mình bằng những phương pháp sẽ được đề cập tới trong những chương sau. Họ làm điều đó với rất nhiều sự hài lòng, nhiệt tình, và những đứa trẻ đáp lại với thái độ hài lòng và nhiệt tình giống y hệt như cách cha mẹ chúng thể hiện trong khi truyền đạt. Làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì? Xin thưa, khoảng 2 năm trước ngày sinh nhật lần thứ 3 của các bé, tất cả các trẻ bắt đầu từ 1 năm tuổi hoặc nhỏ hơn đều có những đặc điểm sau. Thứ nhất, nhận biết được hơn 4.000 bit bằng mắt, vì hiển nhiên là các em biết những điều đó cả bằng mắt và bằng tay, như vậy nghĩa là 8.000 bit thông minh. Thứ hai, đọc được ít nhất là 4.000 từ bằng hai loại ngôn ngữ hoặc hơn, vì hiển nhiên là các em biết những từ đó bằng cả mắt và tay, như vậy có nghĩa là 8.000 bit thông minh. Thứ ba, có thể đọc rất nhiều sách. Thứ tư, đã bắt đầu chơi đàn violon. Thứ năm, có thể làm phép tính số học. Thứ sáu, biết những bức tranh nổi tiếng thế giới và những kiệt tác nghệ thuật khác. Thứ bảy, quen thuộc với địa lý thế giới. Thứ tám, nhận biết những bản nhạc nổi tiếng thế giới. Các em đã được nghe bằng nhạc từ khi còn ở trong bụng mẹ. Thứ chín, biết viết. Thứ mười, có thể nói và hiểu câu bằng ít nhất một loại ngôn ngữ. 11. Có thể làm được rất nhiều việc như bơi lội, lặn và tập thể dục. 12. Các em là những em bé ngọt ngào, chu đáo và vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ vô cùng tò mò và nghĩ rằng học tập quả là một trò chơi tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Các em sở hữu sự tổng hợp của hàng ngàn dữ kiện và có khao khát cháy bỏng được học tất cả các dữ kiện trên thế giới. Các em sẽ không bao giờ học được tất cả những điều cần biết trên thế giới, nhưng các em muốn cố gắng đạt được điều đó. Các em tin rằng thế giới là một nơi tuyệt diệu và con người thật vĩ đại. Nội dung tiếp theo. Xin được giới thiệu với các bạn một số người tôi rất yêu quý. Gần như một phép màu khi các phương pháp giáo dục hiện đại chưa bóp chết hoàn toàn sự tò mò học hỏi thiêng liêng. Vì cái mầm nhỏ bé mong manh này, ngoài sự kích thích ra, nó cần tự do. Không có tự do, chắc chắn nó sẽ thủi chột. Quả là một sai lầm trầm trọng khi nghĩ rằng niềm vui thích được nhìn tận mắt và tìm tòi lại có thể được thôi thúc bằng cách ép buộc hay ý thức trách nhiệm. Albert Einstein. Xin được giới thiệu với bạn một số người mà tôi rất yêu quý trên toàn thế giới. Sự thật là tôi rất muốn bạn gặp tất cả những người mà tôi yêu mến. Họ sẽ làm bạn tràn ngập niềm hy vọng. Nhưng giới hạn của cuốn sách không cho phép điều đó. Vì vậy, cho phép tôi chọn lọc một số rất ít trong vô vàn các em nhỏ. Khi được 5 tuổi, những em nhỏ đó như thế nào? Bước vào tuổi thứ 5, các em là những đứa bé xuất sắc và đã sẵn sàng vào trường quốc tế, nếu các em và cha mẹ muốn các em như vậy. Vào thời điểm đó, tất cả các em đều có những tính chất sau. Các em đọc thành thạo và đã đọc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuốn sách. Một trong những thời điểm tự hào nhất của đời tôi là khi một đoàn truyền hình ghé thăm và hỏi Hester Muschietti, một trong những em bé tôi yêu mến, lúc đó mới được 4 tuổi, liệu bé có đọc được không? Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu hỏi, Hester nói, cháu có thể đọc được bất cứ cái gì. Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu trả lời, người đạo diễn cầm một cuốn sách trên chiếc bàn gần đó lên và hỏi xem cô bé đã đọc cuốn sách đó bao giờ chưa. Hester trả lời, em chưa đọc bao giờ. Đó chính là một cuốn sách của tôi, dạy trẻ biết đọc sớm. Ông đạo diễn lật qua cuốn sách và đề nghị cô bé đọc đoạn cuối cùng. Hester đọc đoạn đó. Trẻ nhỏ bắt đầu đọc và phát triển kiến thức của mình, và dù cuốn sách này chỉ giúp được một em nhỏ biết đọc sớm hơn hay tốt hơn thì nó cũng sẽ xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Ai có thể nói được rằng một em nhỏ vượt trội nữa sẽ có ý nghĩa như thế nào với thế giới? Ai là người có thể nói được
Cuối cùng thì tổng số lợi ích mà nhân loại có được nhờ làn sóng ngầm thầm lặng vốn đã bắt đầu hình thành của cách mạng mềm này sẽ là bao nhiêu? Hester đọc đoạn đó trước máy quay nhẹ nhàng, rõ ràng và tự tin, rồi cô bé mỉm cười mãn nguyện. Ông đạo diễn thắng giọng và hỏi, Hester, cháu hiểu đoạn đó chứ? Có ạ, Hester nói, chỉ có điều cháu không chắc làn sóng ngầm nghĩa là gì. Tôi đã không thực sự xem được đoạn cuối đó vì còn mắc xì mũi. Tôi phải xì mũi khi những đứa trẻ xinh đẹp làm những việc như thế này. Các em có 10.000 bit thông minh. Shakespeare viết tất cả các vở kịch của mình sử dụng tổng cộng dưới 10.000 từ. Các em cảm nhận được, khám phá ra những mối quan hệ giữa các bit thông minh theo những cách rất ấn tượng. Ví dụ, hầu hết bọn trẻ đều rất giỏi sướng âm. Thực chất là mối quan hệ giữa các bit thông minh được gọi là các nốt đơn. Và chúng có thể nghe những bản nhạc cổ điển chưa từng được nghe và nói với bạn ai là người viết bản nhạc đó. Một người khác trong số những người tôi vô cùng yêu quý là Colin Sprout. Colin Sprout viết hàng nghìn kiệt tác hội họa từ Leonardo da Vinci cho đến Picasso và Quest. Tôi nhớ tới một ngày trước khi Colin được 5 tuổi, cùng với ba mẹ, cô bé đã thể hiện những bit thông minh của mình cho các bậc phụ huynh tham gia khóa học, tăng cường trí thông minh của trẻ thấy. Bà Brown đã mang tới 50 tác phẩm hội họa nổi tiếng trong số hàng ngàn bức mà bà có. Colin đã nói tên những bức tranh đó một cách vui vẻ và dễ dàng. Sau khi cô bé nêu tên bức cuối cùng, bà Brown đưa cho bé 5 bức vẽ bé chưa nhìn thấy bao giờ và Colin đã xác định được người vẽ. Tất cả các phụ huynh đều rất ấn tượng, họ càng ấn tượng hơn khi thấy 5 bức vẽ, mỗi bức của mỗi sành họa khác nhau là tranh đen trắng. Ai cũng thấy là tôi không quá sức ấn tượng bởi vì tôi đang bận xỉ mũi. Đó là điều xảy ra khi bọn trẻ, những em có hàng nghìn bit thông minh, bắt đầu khám phá ra mối quan hệ giữa những bit thông minh mà không cần ai giúp đỡ. Các em không chỉ có khả năng làm toán như đa số người lớn mà các em còn có thể hiểu được toán. Đa số người lớn không như vậy. Các em chơi đàn violon tốt, các em viết sách, các em viết hay, các em tự minh họa sách của mình. Các em nói ngôn ngữ mẹ đẻ trôi chảy và rành mạch cùng ít nhất một ngoại ngữ với trình độ dùng được đến trôi chảy. Các em đọc chữ kanji, chữ Hán dùng trong tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mang tính học thuật của Nhật Bản. Và nhiều em đọc được nhiều chữ kanji hơn trẻ em Nhật Bản lớn hơn các em từ 3 tới 6 tuổi. Các em làm được rất nhiều điều khác một cách tuyệt vời, ví dụ như múa ba lê, tập những môn thể thao Olympic. Quan trọng hơn là, các em là những đứa trẻ đáng yêu nhất, cuốn hút nhất mà tôi từng gặp. Đó là những em nhỏ thật sống động và thú vị, tài năng đến độ thật dễ quên mất rằng thực ra các em mới chỉ lên 5 tuổi. Khi Mark Mihai Dimansikru được 5 tuổi, em đã chơi đàn violon cho một đoàn khách tới thăm. Em đã chơi thật tuyệt vời, cũng như mọi việc khác em làm. Khi em chơi xong, một phóng viên hỏi em vừa chơi đoạn nhạc nào. Điệu ca Vos ạ, Mark Mihai nói. Ai là tác giả? Phóng viên hỏi. Lully, Mark Mihai trả lời. Cháu đánh vần từ đó như thế nào? Phóng viên hỏi. Và cúi xuống để có thể nghe tiếng Mark Mihai nhỏ bé. L-U-L-L-Y. Cậu bé Mark Mihai dõng dạc. Tôi lại thấy ánh mắt mình ngân ngấn nước, nhưng đó là vì tôi đã cười rất to. Anh phóng viên nói cảm ơn rồi đi ra, nhưng anh đã không hiểu vì sao tôi lại cười ngặt nghẽo như vậy. Vài tuần trước, chính tờ báo của anh phóng viên đó đã đăng tải trên trang nhất một bài báo nói rằng hơn 30 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi không biết đọc và rằng rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học không đọc được chính bằng tốt nghiệp của mình hoặc nhãn mác sán trên các lọ. Tôi nghĩ sự đối lập đó một mặt thì thật đáng buồn, nhưng mặt khác thì lại thật thú vị và tuyệt vời. Những đứa trẻ làm được điều này là những ai? Có phải các em xuất phát là những em nhỏ thiên tài được sinh thành bởi những bậc cha mẹ thiên tài? Không hề. Nếu bất cứ ai nghĩ rằng mình có thể xác định đứa trẻ nào là thiên tài từ trước khi các em được sinh ra, thì tôi chưa bao giờ được gặp gỡ hay nghe nói tới người đó.
Các em đó có phải là những đứa trẻ 5 tuổi như mọi đứa trẻ khác không? Không, tất nhiên là không. Những trẻ 5 tuổi khác có làm được bất cứ việc gì, chưa nói là tất cả trong những việc kể trên không? Các em chắc chắn là không ở mức trung bình, nhưng tất cả các em đều có thể làm được như các em và nên được như các em. Buzzminster Fuller là một thiên tài và là một người bạn của tôi. Bucky nói rằng tất cả trẻ em sinh ra đều đã là thiên tài và chúng ta đã dùng 6 năm đầu đời của bé để hủy hoại khả năng đó. Tôi xin được nói thêm rằng 6 năm đầu đời đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi vì tới 6 tuổi chúng ta đã hình thành nên nền tảng cơ bản cho con người sau này của mình. Có phải những đứa trẻ này không phải là kết quả do di truyền của những cha mẹ thiên tài? À, các em quả thực là sản phẩm chưa đạt chất lượng của cha mẹ mình, nhưng không phải là sản phẩm di truyền. Chứ thực tế là cha mẹ các em trao cho các em món quà cuộc sống và món quà gen di truyền bình thường của nhân loại. Nhưng cha mẹ nào cũng trao cho con cái mình hai món quà này, vậy cha mẹ của những em nhỏ này là ai? À, họ có một vài điểm chung. Trước hết, họ chủ yếu là những người có trình độ, điều kiện kinh tế và địa vị xã hội ở mức trung bình. Họ bao gồm từ những người công nhân cho tới những chuyên gia như bác sĩ, luật sư và doanh nhân. Mẹ của các em gồm cả những người tốt nghiệp phổ thông tới những người tốt nghiệp đại học, đến cả những người có bằng thạc sĩ hay trình độ sau đại học tương đương. Có rất ít người thực sự giàu có trong các chương trình của Việt, và cũng có rất ít những người thực sự nghèo. Đó là điều đáng buồn cho cả hai thái cực đó. Những người giàu, bất hạnh thay, lại có một ý thức sai lầm về sự đảm bảo cho con cái mình. Hầu hết họ tin rằng sự giàu có sẽ đảm bảo cho con họ thành công và hạnh phúc. Một số ít người nhận thức được tốt hơn. Những người rất nghèo, bất hạnh thay, lại có một ý thức sai lầm về sự bấp bênh cho con cái mình. Họ tin rằng con cái họ thực sự bẩm sinh đã thấp kém. Nhiều người nghèo nhận thức được tốt hơn nhưng không thực sự biết phải hành động như thế nào. Vì vậy, số đông người ở tầng lớp trung bình, những người trao cho con mình cơ hội đạt được tiềm năng gần như vô hạn và món quà vô giá mà gen nhân loại đem lại, có những đặc điểm chung sau. Thứ nhất, họ rất yêu con của mình cũng như đa số các bậc cha mẹ. Thứ hai, họ tôn trọng con của mình cũng như tiềm năng chắc ẩn bẩm sinh của các bé. Thứ ba, họ say mê con mình vô cùng. Thứ tư, họ dành cho con nhiều thời gian và năng lượng hơn hầu hết các gia đình khác. Thứ năm, họ không cảm thấy đó là sự hy sinh bản thân mà coi đó là một đặc quyền cao cả. Thứ sáu, họ nghĩ rằng dạy con thú vị hơn là đi chơi bowling hay xem phim. Thứ bảy, họ yêu thích con hơn là mấy chương trình truyền hình ăn khách. Chú thích: bowling, còn gọi là bóng gỗ, là một trò chơi giải trí mà mỗi người ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, phẳng để làm đổ các chai gỗ đứng ở cuối đường, với mục đích làm sao chỉ ít lần ném nhất mà làm đổ tất cả chai gỗ. Điều đó có đồng nghĩa với việc họ không quan tâm tới tình hình chính trị kinh tế thế giới, nền kinh tế, rạp hát, thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và những điều thú vị khác trong cuộc sống không? Không hề, họ còn yêu thích những điều đó hơn những người bình thường khác. Họ là những con người sống động, vui tươi, hiểu biết, hạnh phúc, giỏi giang, những người ít bận tâm tới những lo toan của thế giới và quan tâm nhiều hơn tới việc làm điều gì đó để cải thiện thế giới bằng cách nuôi dạy những trẻ em hạnh phúc hơn, giỏi giang hơn. Nhưng bạn biết tìm đâu ra được những người mẹ có thể đọc và viết tiếng Nhật, dạy hội họa, lịch sử, địa lý, chơi đàn violon, truyền cho con cái họ những kiến thức phổ thông về vô số điều và biết biểu diễn thể dục Olympic. Và đó là tôi mới chỉ điểm qua một vài năng lực. Không một người mẹ nào của những em nhỏ này biết chơi violon, biết được hết kiến thức phổ thông, biết biểu diễn thể dục hay nói dù chỉ một tiếng Nhật khi họ mới bắt đầu chương trình, trừ Barbara Convertay, giáo viên violon ở trường quốc tế, mẹ Patty Kiras, giáo viên thể dục Olympic, và mẹ Miki Nakayaki, giáo viên tiếng Nhật
ở trường quốc tế. Quan điểm của các bậc phụ huynh này có một ý nghĩa rất thực tế, đó là một trong những lý do chính vì sao họ lại dành thời gian dạy dỗ con cái mình. Để dạy con, một vài cha mẹ đã học tập cùng với sự giúp đỡ từ những cuốn sách của Việt mà họ mua hay mượn được từ thư viện công cộng. Một vài người chỉ làm có vậy. Quay trở lại với các em nhỏ, điều gì xảy ra với những em nhỏ tuyệt diệu và đáng yêu đó khi các em được 5 tuổi? Một vài điều. Một vài em tới trường, từ các trường công cho tới những trường tư rất cao cấp. Và ở đó, hầu hết các em đều đạt được học bổng toàn phần và học vượt trội một hoặc hai lớp. Như vậy, các em có bị các bạn khác và giáo viên coi là những con mọt sách lập dị không? Ngược lại, trong mắt các bạn khác, em trở thành những người lãnh đạo bẩm sinh của nhóm vì những lý do đơn giản và hiển nhiên là các em đáng yêu, đáng tin cậy và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Các em trong lớp không ghét những bạn tươi vui, đáng tin cậy, mà các em không ưa những bạn khôn phật, to mồm, bất an. Là bạn thì bạn sẽ chọn cho mình loại người nào để kết bạn? Trong mắt các giáo viên thì các em là những học sinh đáng mơ ước. Các em không cần hoặc chỉ cần một chút hỗ trợ. Các em giúp đỡ những bạn nhỏ khác và để cho giáo viên thêm chút thời gian quan tâm tới những bạn không thể học hay làm toán. Các em này là vấn đề của cả lớp. Mọi giáo viên dù ít kinh nghiệm nhất cũng đều biết điều đó. Cuốn sách này hướng tới những bậc phụ huynh muốn dành một chút thời gian trong ngày hoặc một tiếng một ngày hay cả ngày để đóng một vai trò cá nhân hay thiết thực trong việc dạy dỗ chính con cái của mình. Bạn có thể trao cho con mình kiến thức quý báu và chia sẻ niềm vui khôn xiết trong 15 phút mỗi ngày. Bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc chân thành nhất khi làm điều đó. Một trong những việc bạn có thể làm được với một chút đầu tư thời gian là dạy đứa con nhỏ của bạn về tự nhiên. Vì việc bé biết về 50 loại chim phổ biến, 50 loại cây, 50 loại hoa, 50 loại cây bụi, 50 loại động vật, 50 loại côn trùng và 50 loại rắn sẽ mang lại cho bé một cuộc sống vô cùng thú vị. Điều đó còn giúp con bạn thật đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè ở các tuổi 5, 15, 50 và 70. Và rất ít người biết về những sinh vật và cây cỏ trong địa phương mà họ sinh sống. Thật quả là kỳ lạ vì các trường hiếm khi dạy nghiên cứu về tự nhiên. Một lợi thế khác là chính trong lúc dạy con các tấm thẻ chứa các bit thông minh về thiên nhiên, bạn cũng sẽ học được nhiều điều và trở nên yêu thích thế giới quanh bạn nhiều hơn. Bạn sẽ không học nhiều hoặc nhanh hơn được đứa con 2 tuổi của bạn, nhưng trong quá trình dạy bé, bạn sẽ học được rất nhiều điều mà bạn không biết. Cuốn sách này giải quyết cách dạy cho trẻ tri thức phổ thông. Để làm được như vậy, bạn phải hiểu được 2 điều. Điều đầu tiên là vì sao bạn nên làm việc đó. Thứ hai là bạn nên làm việc đó như thế nào. Điều đầu tiên còn quan trọng hơn điều thứ hai. Thế nên chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: vì sao bạn nên làm việc đó? Bạn nên làm việc đó vì nó là cơ sở của mọi khả năng hiểu biết, mà khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh trên website www.giaoductusom.vn. Chúng tôi rất vinh hạnh được chia sẻ những quyển sách về dạy trẻ thông minh sớm của giáo sư Glenn Doman tới các bạn.